Theo dự báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2020 có thể sẽ là một trong những năm nóng kỷ lục mới, với dự báo nhiệt độ toàn cầu sẽ cao hơn 1.1 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền kỷ nghệ. Dựa vào các quan sát thì các phân tích về xu hướng thời tiết trong những năm gần đây, cơ quan dự báo cho rằng nhiệt độ tăng có thể sẽ tiếp tục vào năm 2020, trừ khi xảy ra các hiện tượng không thể dự báo như là một đợt núi lửa phun trào có tác dụng làm mát nhờ bụi nước bắn vào khí quyển. Tuy nhiên, vào năm 2020 cũng chưa thể dự báo về quy luật nóng lên tự nhiên, vì cho tới nay không có dự báo nào về hiện tượng El Nino có thể khiến cho nhiệt độ tăng cao bất thường giống như từng xảy ra vào năm 1998. Trong nhiều năm qua thì những tranh cãi về hiện tượng El Nino đã gây ra những tuyên bố sai lầm từ một số nhà khoa học cho rằng sự ấm lên của toàn cầu đã không xảy ra. Cho đến nay, năm nóng nhất được ghi nhận vẫn là năm 2016, khi hiệu ứng hiện tượng thời tiết El Nino xảy ra và kể từ những năm sau đó, nhiệt độ chỉ gần mức kỷ lục. Theo giáo sư Adam Scarfi, trưởng bộ phận dự báo trong tương lai khí hậu của Tổ chức Khí tượng Thế giới, hiện tượng tự nhiên như sự nóng lên do El Nino gây ra ở Thái Bình Dương được xem là nguyên nhân tác động tới hệ thống khí hậu. Nhưng khi không có hiện tượng El Nino thì dự báo này đưa ra một bức tranh rõ ràng về yếu tố lớn nhất khiến cho nhiệt độ gia tăng, đó là khí thải gây hiệu ứng nhà kính.